Trời ơi, tin được không? Ở Cà Mau có một tiệm phụ kiện với gần 1.000 sản phẩm khác nhau. Đặc biệt giá chỉ từ 3.000 trở lên là có ngay một sản phẩm rất là tuyệt vời. Thì nơi đây có tên là Love Store, nằm ở 141 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau. Qua bước vào bên trong phải nói là chó ngọt luôn đó mọi người. Rất là nhiều sản phẩm xinh lung linh giá chỉ từ 3.000 trở lên, quá là rẻ. Gần 1.000 sản phẩm khác nhau nên tha hồ thoải mái lựa chọn luôn nha. Đầu tiên là móc khóa chỉ từ 15.000 trở lên là có ngay một móc khóa đẹp như thế này. Kế bên là ốp lưng điện thoại đẹp xỉu luôn nè, giá chỉ từ 12.000 cho đến 75.000. Đặc biệt là ốp lưng trong này nè, giá chỉ có 12.000 thôi. Có từ dòng iPhone X cho đến iPhone 15 luôn nha. Và đây cũng là hiên đường của kẹp tóc với rất nhiều mẫu mã đa dạng. Giá thì bèo nhè chỉ từ 9.000 cho đến 25.000. Mắt kính chỉ từ 12.000 cho đến 70.000. Mua về cái để dành đi du lịch cũng ok quá nè. Và trang sức ở đây mình thấy cũng rất là nhiều luôn nha. Đặc biệt là những đôi bông tai này nè, đồng giá 25.000. Còn có thêm dây chuyền mua để dành phối đồ cũng xinh lắm. Ê, còn có những vòng tay như vậy nữa nè, đẹp chưa đẹp chưa? Gấu bông dễ thương như vậy mà chỉ có 59.000 cho đến 169.000. Mua để dành tặng sinh nhật bạn quá là hợp lý. Sau mình sẽ ghé qua mỹ phẩm để mua son tặng người yêu nha.